Khi ghép nền, nếu như chúng ta không để ý cái việc là chúng ta tạo ra bóng đổ, thì chúng ta cảm giác cái hình chúng ta nó giống như là nó giả tạo, nó đứng trên mây. Thì muốn làm điều này, đối với những hình demi nghĩa là nửa người thế này thôi, thì các bạn có thể vận dụng cách ghép nền và sau đó tạo cái bóng đổ nghiêng trên hình theo phương pháp như sau. Chúng ta nhìn thấy chiều ánh sáng nó bắt từ đây vô, nghĩa là khi ánh sáng nó tạt từ đây nè, đây tối vô, thì chúng ta nên cho cái bóng ta đổ về phía này thì hay hơn. Thì muốn làm điều đó, chúng ta sẽ di chuyển được qua đây chút xíu. Chúng ta thấy phần ánh sáng này nó sẽ tạt về phía này nè, bóng đổ sau này. Thì muốn như vậy, chúng ta sẽ tạo một cái lớp rỗng nằm ở giữa lớp hình và nền. Giả sử tôi cho nó nằm ở giữa lớp hình và nền đây, tôi chọn vô cái lớp mà mới vừa tạo này, tôi giữ phím Ctrl và tôi click trên cái lớp hình, thì như vậy nó sẽ tạo cho chúng ta một cái vùng chọn mà mang hình dáng của cái hình đã được cắt rỗng nền. Thì bạn coi, nó đã mang hình dáng của hình dâu và rễ. Tiếp theo, chúng ta nhấn chữ D để chọn cái màu mặc định là trắng và đen. Và tiếp theo, chúng ta giữ phím Alt+Net Delete để chúng ta tô cái màu đen cho vùng chọn đang có trên lớp layer 3 là cái lớp rỗng. Rồi nhấn kình trên D để chúng ta bỏ chọn. Thì bạn thấy đây, chúng ta vừa có được cái lớp nằm bên giữa này. Bây giờ chúng ta sẽ biến dạng cái phần bóng này bằng cách nhấn kình trên T, kình trên chữ T. Rồi chúng ta đặt chuột vào bên trong cái vùng mà chúng ta vừa nhấn kình trên T, nhấn phải chuột, chúng ta chọn là Distort. Rồi bạn có thể, sau chọn Distort rồi thì nghĩa là cái vùng của chúng ta bây giờ với 8 dấu chọn này, chúng ta có thể chỉnh sửa một cách thoải mái theo như nguyên lý của hình học không gian. Chúng ta kéo những cái cạnh này cho nó xuống đây, xuống đây, thậm chí bạn hãy kéo cạnh giữa này xuống cũng được. Rồi bạn hãy kéo này qua thì xuống, kéo này xuống một chút nha. Thì chúng ta tạo cảm giác cho người ta giống như là chúng ta mới vừa chụp hình với cái đèn nó gọi bóng ra đây luôn. Rồi chúng ta nhấn Enter hoặc là Double click vào đây cũng được. Rồi bây giờ chúng ta tạo bóng bằng cách là chúng ta phải cho nó nhòe đi, cái bóng này nó như thế này là nó không hợp lý. Chúng ta bằng cách là dùng hiệu ứng Clear, Round Sand Clear trên cái lớp bóng, chúng ta kéo này cho nó nhòe lên. Có nghĩa là ánh sáng càng mạnh chừng nào bóng càng nhòe, càng rõ chừng đó, còn ánh sáng yếu thì bóng nó sẽ nhòe ra. Chúng ta nhấn OK. Bây giờ bạn thấy bóng nó đậm quá, bạn có thể giảm lại bằng cách là cho opacity nó nhỏ lại, nhỏ thế này thôi. Và muốn cho hiệu quả hơn, đẹp hơn thì bạn có thể chọn như thế này. Trên lớp này bạn cho anh hiệu ứng là overlay để nó trộn lẫn vô thì nó sẽ hợp lý hơn, nó hợp lý hơn. Rồi bạn coi đây, tôi bật cái này lên, bạn thấy bóng nó cũng đổ lên đây hoàn toàn, đổ lên. Nếu không có bóng ta cảm giác nhìn nó rất là giả, nó trơ lắm, nó có độ sâu hơn cho cái hình. Thì đó là cách mà chúng ta đổ bóng, tạo bóng cho những hình mà sau khi ta cắt ghép với cái dạng là demi nửa người.